không Anh mày. có thích nó không? Chúc mừng hai chúng ta đã yêu nhau được 300 ngày. Hello. Anh quay lại đi. Chúc mừng hai chúng ta đã yêu nhau được 300 ngày, anh yêu. Anh cảm ơn em. เคยมีคนบอกผมนะครับว่าถ้าผมแต่งงานแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าผมจะต้องติดคุกอยู่กับรันไปตลอดชีวิตตุนรันEm dở trò gì vậy? Làm ai hết đúng không? Anh, em mua được cái quyển sách này nè, anh xem đi. Tên của anh và tên của em rất hợp nhau, anh đọc thử đi. Lan, cái quyển sách này liên quan đến nghề nghiệp của anh đó, anh xem đi. Lan, không mà, anh xem nó đi, anh xem đi. Nhất là trang cuối đó, nó rất hay, xem nó đi. Lan, được rồi mà. Chúng ta đã bên nhau được 365 ngày rồi, mình kết hôn với anh yêu. Đây là sách y chứ không phải là sách luật, nó không liên quan đến nghề nghiệp gì của anh hết. Sao có thể mở to mắt mà nói dối như vậy chứ? Ok. Thôn. Em yêu anh.
thế nào đẹp chứ? Đẹp lắm. Nghe mọi người nói bạn chính là mối tình đầu của chú Rể đúng không? Đương nhiên rồi. Có phải là mối tình đầu của anh ấy không thì vẫn chưa biết. Jim, làm ơn im lặng đi. Nói chuyện gì vậy? Đừng có nghe cô ấy nói bậy. Một cô gái đặc biệt như tôi đây, nói với tôi là mối tình đầu của anh ấy thì không đúng. Phải nói tôi là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong đời của anh ấy thì mới đúng. Nè, sao cứ cường điệu cái chữ đầu tiên? Chẳng lẽ bạn không có hứng thú gì với thể xác của anh ấy sao? Làm ơn im miệng đi. Khoan đã, đang mặc váy cưới đó, làm gì vậy? Làm sao em lại biết sao lưng của anh ấy? Không có ai nữa chứ. Lan, Lan, em biết anh ta là chính nhân quân tử, em mới khẳng định quyết định của mình là đúng chứ. Nói tới nói lui, chị vẫn không biết người đàn ông đó rốt cuộc không có quyết điểm gì à? Chẳng phải không có sao? Có chuyện gì vậy chị? Bây giờ nếu em thay đổi quyết định thì vẫn còn kịp đó. Thay đổi gì chứ? Em vẫn chưa hiểu rõ đối phương mà. Mới chỉ quen nhau được có một năm, tại sao lại vội vàng quyết định như vậy chứ? Chị à, em xin lỗi, em phải đi ra trước tiếp khách đây. Chị nói thật đó, chị không muốn em vội vàng kết hôn để rồi sống trong ngục tù như vậy đâu. Nè, Tin, con đang làm gì vậy? Tôi nó biết tự lựa chọn cho cá nhân nó mà. Không biết nó đang làm chuyện gì nữa. Con chưa kết hôn làm sao con biết được chứ? Nhưng con tin vào mắt mình. Con biết em con có thể tìm được đối tượng tốt hơn vậy gấp trăm gấp ngàn lần nữa kìa. Con nói đi đâu vậy? Con chỉ xem nó như là một đứa em. Còn ba xem nó như là một đứa con. Chẳng lẽ ba không muốn con trai mình được hạnh phúc hay sao? Con hãy tin vào sự lựa chọn của nó đi. Con chỉ tin vào cặp mắt của mình thôi. Tại sao? Có một câu này ba đã từng nghe nói chưa? Mẹ nào thì con nấy. Ba nghe chưa? Ba nghe rồi. Ba nhìn đi, bộ dạng của mẹ nó kìa. Vậy thì làm sao nó tốt được chứ? Phục vụ, phục vụ. Qua đây đi, lấy thêm vài ly nữa đi. Mẹ, mẹ ngồi đây làm gì chứ? Sao không ra tiếp khách giúp Lan đi? Đang uống rượu, không nhìn thấy sao? Con nhìn thấy rồi. Tiếp đãi khách khứa cái gì chứ? Mẹ ghét cái kiểu kết hôn như phóng video như thế này lắm. Những cuộc hôn nhân như thế này thì kết quả sẽ đi gì đâu? Mẹ thấy thanh niên bây giờ nhiều rồi. Cuộc sống thật sự của chúng nó chỉ mới bắt đầu thôi. Em gái của con sẽ diễn một màn kịch hay cho con xem. Xin chào mọi người. Được rồi. Chắc là mọi người rất muốn biết chú Rể đã làm chuyện gì khiến cô dâu ấn tượng sâu sắc nhất phải không? Lan, cô nói trước đi. Để tôi nói trước. Tôi có một ước mơ, có một bạch mã hoàng tử là đối tượng của tôi, giống như anh ấy vậy. Tôi rất là may mắn đã để cho tôi gặp được Thun. Thun là một người rất tốt. Thun, anh có còn nhớ không? Lúc chúng ta mới quen nhau, anh nói em là người đặc biệt nhất của anh và sau này sẽ là người phụ nữ trong suốt cuộc đời của anh. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc. Em rất vui vì đã trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng của anh. Tôi đã đợi nhiều năm lắm rồi. Cuối cùng tôi đã biết Thun chính là người đó. Hoàng tử của em. Hoàng
Anh ấy luôn nghĩ cho tôi. Luôn nghĩ cho tôi trước. Thương, em rất yêu anh. Thật là cảm động quá đi. Tôi chảy cái nước mắt rồi đây nè. Được rồi, vậy còn Thun, anh sống độc thân lâu như vậy, tại sao anh lại quyết định kết hôn với cô gái này? Và sống cùng cô ấy trọn đời chứ? Có người đã từng nói với tôi rằng nếu như tôi kết hôn thì sẽ bị giam cầm trong ngục tù, nhưng mà đối với tôi mà nói sẽ bị ngục tù giam cầm hay là gì đi chăng nữa thì chỉ cần sống bên cạnh người tôi yêu, dù là ngục tù hay là cái gì thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hết, vì tự do đối với tôi không hề quan trọng. Tôi yêu cô ấy và yêu bằng cả trái tim của mình. Tôi nghĩ như vậy là đủ lắm rồi. Xin cho một tràng pháo tay. Đây chính là một cặp đôi dễ thương nhất và lãng mạn nhất. Cô ấy dễ thương không Na? Để xem 3 tháng sau rồi sẽ như thế nào. Được rồi. Đã đến giờ tất cả quan khách đều đang chuẩn bị giây phút thiêng liêng, có phải không? Cô dâu hãy ném bó hoa cầm tay đi. Mọi người đang tập trung vào chính giữa đi. Lam, ném cho tôi nè Lam. Ném đi. Ba. Mi cha. Ai vậy? Thật không lịch sự gì hết. Là khách của anh hả? Đâu phải. Đó đâu phải là khách của anh. Chúng ta đi cắt bánh kem đi em. Đi, chúng ta đi nào.